Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích Mai Vàng, đam mê sưu tầm bonsai các kiểu trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của em Vũ. Xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô phôi Mai Vàng có phôi Tứ Quý nữa cô chú anh chị ha. Hôm nay thì phôi cũng khá là vip hết cô chú anh chị. Kính mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ cho em Vũ Rồi em xin phép được vô clip luôn cô chú anh chị ha. Chị xin chào em Vũ ạ. Dạ em chào Duy Phương, chào cô chú anh chị gần xa đang xem kênh. Dạ hôm nay em về được 6 cây mai Tứ Quý với lại một số mai tàn nhỏ nhỏ nha, của mai vàng tàn nhỏ nhỏ nha chú anh chị. Cũng rất mong cô chú anh chị ủng hộ em Dạ không mất thời gian của chú anh chị, em vô luôn đầu tiên là mã số 1 nha. Dạ rồi, đầu clip là phôi mai Tứ Quý. Dạ, 6 phôi mai Tứ Quý với một số mai vàng tàn nhỏ nhỏ. Tứ Quý thì cây này lùng lực luôn nha mấy cô chú anh chị. Dạ, cái này lùng lực. Đế lật lật không có chú anh chị, nguyên bệ đế à. Dạ. Chả kín cái bầu. Cứng ngắt cái bầu luôn ha cô chú anh chị. Cái này công gỡ này nó bị tét nè. Em lấy bằng keo em quấn lại xử lý cho quý anh chị nha. Dạ. Ở dưới nó cũng có gây lót luôn ha. Dạ. Trời, một cây bonsai lục lực nha cô chú anh chị, cây này cũng có đợt chủ luôn ha cô chú. Rồi cây... thì... nhìn là cây lắm. Dạ. Cây hoành vị trí này được 38 nha cô chú anh chị. Dạ rồi, 38 hoành. Cao được 50. Đường kính bầu 62. Tổng đế 150 cô chú anh chị. Dạ. Cây phôi mã số 1 em giao lưu với cô chú anh chị là 5.300.000. Em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Dạ 5.300.000. Cây này lùng lực mà nhìn khéo cây lắm nha cô chú anh chị. Giờ mình ghép mấy cái bo vô mấy cái đầu cành này là êm ha. Cây này bể bể đấy nha cô chú anh chị. Nguyên bệ luôn. Dạ, nồi đế thì nó cũng cứng ngắt cái bầu luôn nha cô chú, không có trống vách đế nào luôn à. Rồi, mình đỡ luôn ha. Và tiếp theo cây mã số 2. Số 2 cũng là Tứ Quý luôn em ha. Dạ, Tứ Quý. 6 cây đầu Tứ Quý rồi. Cây này thì có cái cành là 3 ra cũng 22 nha cô chú anh chị. Cái này em cắt gì trừ hao gì của anh chị cắt lại chơi, cắt lại của chú anh chị. Dạ. Chi cành này cái này mình cắt giật tầng cho là ok nha quý cô chú. Đế cũng lực lực không ha. Dạ, cộng ghế lớn bỏ đều luôn, không có trống vách nào luôn hả cô chú. Rồi, chị xin số đo luôn em ha. Cái này hoành được 31 nữa cho anh chị. Dạ, vị trí này 31 hoành. Bay ra được 45. Đường kính bầu 50. Tổng đế được 135 nha quý anh chị. Cái cây phôi mã số 2 em giao lưu với quý anh chị là 2.100.000 nha. Dạ 2.200.000 nha quý cô chú. 2.100.000. Dạ. Rồi. Chị đổi luôn ha. Dạ. Mã số 3 luôn nha. Số 3 cũng là Tứ Quý luôn nha cô chú anh chị. Cây này thì phơm cao hơn ạ. Cái này hang râm tược sống khỏe nha cô chú anh chị. Dạ. Dán trực cốt cành tướng diện luôn nha quý cô chú anh chị. Cái này đâm tược quá trời, về mình có thể ghép liền rồi trồng liền được ha cô chú. Cái này mình về mình bỏ vô chậu rồi mình ghép mình chơi luôn nha. À. Cốt cành cũng đều. Bỏ chơi luôn ha. À. Đế thì bỏ đều tứ diện nha cô chú anh chị. Rồi chị xin số đo luôn em ha. Cái này hốc thân rất là thấp luôn nha cô chú. Cái này hoành được 30 của anh chị. Dạ 30 hoành. Đường kính bầu được 55. Dạ rồi. Tổng người đế được 150. Dạ. 4. Cao anh được 106 nha của anh chị. Dạ. Dạ. Cái cây phôi mã số 3 này em giao lưu với của anh chị là 2.000.000 nha. Dạ 2.000.000 chẳng luôn á cô chú. Dạ. Cây Tứ Quý, cây này về mình ghép là mau chơi luôn ha. Chi cành này tứ diện luôn mà. Chi cành có đóng đẹp luôn gì. Dạ rồi 2.000.000 chẳng luôn ha. Chị đợi luôn em. Cây mã số 4 nha quý cô chú. Mã số 4 cũng là một phôi Tứ Quý luôn cô chú anh chị ha. Dạ em này thì phơm cao mà cốt cành thì tứ diện luôn nha cô chú. Cây này thì mặt cắt cái nhựa hết rồi, cô chú anh chị mình yên tâm sưu tầm ha. Cây này đế nó chảy đều kính mít cái bầu nghe chú anh chị. Dạ. Cây đế này... kẹo hết chứ. Dây đế nó cũng đều lắm nha quý cô chú. Sổ xuống ôm cứng ngắt cái bầu luôn ha. Không có bị trống lỗ vết nào luôn nha cô chú anh chị. Dạ, một phơi tứ quý đế sởm lông cũng khá là cao nha cô chú ha. Chị xin số đo luôn ạ. Cái này hoành được 38 không chị? Mình dạ. Tính 38. 38 hoành. Cao được 110. Dạ rồi. Đường kính bầu 90 như thế chị, để sổ xuống. Sổ xuống được 43. Dạ. Tổng rồi đế này được 190 đó của chú anh chị ơi. Dạ rồi. Dạ, cái cây phôi mã số 4 em vô lưu của chú anh chị là 11.500.000 nha chú anh chị. Em bao ship toàn quốc luôn. Dạ, 11.500.000 nha cô chú. Cái này đế nó bỏ xuống cộng rễ nó bỏ tới cái diện bầu luôn cô chú anh chị. Không có trống mặt. Cái màu tới đâu rồi, rễ nó tới đó nha chú anh chị. Dạ. Dây đế thì nó bỏ rất là đều nha cô chú. Và nói chương trình này nghe có hồi xưa nó bị tét mà nó bị sành chai nha, em trái keo xử lý hết rồi nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này cô chú anh chị mình lập thành phẩm cái tàn siêu bông Sài Gòn là ngon lành luôn ạ. À. Cốt cành nó cũng đều hết nha, lật lật không. Dạ, phơi tứ quý mã số 4 nha cô chú anh chị ha. Mình giao lưu giá là 11.500.000 nha. Dạ. Bao ship toàn quốc. Cô chú anh chị mình đam mê sưu tầm tứ quý thì mình liên hệ với số điện thoại em Vũ ha cô chú. Rồi chị đổi luôn ha. Cây mã số 5. Tứ quý luôn ha cô chú anh chị nha. Một phôi tứ quý tàn đa nha quý cô chú. Cái này cô chú chị muốn để gì chơi thì để, thì về mình cắt tỉa lại ngay, cô chú bớt lại cô chú chị. Dạ. Lực hơn. Cây này chia cành là bỏ đều luôn ha cô chú anh chị. Mình ghép cây này vô cũng tốn nhiều bo lắm nha cô chú. Chi cành quá trời luôn. Cái này nó mặt cắt nó kéo nhựa chân rồi cô chú nha. Có một số chỗ hay đâm tuột luôn rồi ha. Cây sống khỏe. Nhà cái vàng đế thì cỏ chơi luôn nha cô chú anh chị. Nó bỏ gối xuống nhìn nó hồi lực ha. Ở trong này có rễ lót rồi, cộng rễ lớn không á cô chú. Rồi chị xin số đo luôn nha. Cây hoành vị trí này được 39 nha cô chú chị. Dạ, 38 rồi. Dạ. Cao được 110. Dạ rồi. Đường kính bầu được 80 cô chú chị. Tổng đế được 170 cô chú chị. Dạ, cái cây phôi mã số 5 này em giao lưu với cô chú chị là 6.500.000 cô chú chị. Dạ, 6.500.000 cô chú anh chị ha. Vàng xương cốt cành thì bỏ đều hết trơn nha cô chú anh chị, mình ghét là mau chơi luôn ạ. Cây cũng được đâm tốt lắm. Tàn đa luôn nhé cô chú anh chị, đế thì còn gỡ lực không nha. Cái này cô chú anh chị mình ghép thành phẩm chơi bonsai đại là hết sảy luôn ạ. Dạ, rồi mình nở luôn nha. Dạ. Số 6. Dạ, số 6 nha cô chú anh chị. Dạ, cũng là tứ quý luôn nha cô chú ha. Dạ. Cây này cũng chi cành cũng rất là ok luôn nha cô chú. Chi cành dốc, lực dốc ngọn còn khoảng cao hơn 11 với cô chú anh chị. Rồi. Nở củ nở đế nha cô chú anh chị nha. Đế sởm nôm mà còn ghẻ chà bá nữa. Cái này cũng đều dách đế chứ không có bị trống luôn ha cô chú anh chị. Trong này có ghẻ lót hết trơn luôn nha. Rồi. Cái này đo tổng của mình đi ha. Dạ. Đây đi. Trên đây luôn đi. Được 56 này của anh chị. Dạ, vị trí thì 56. Cao lên được 99. Dạ rồi. Đo cái giót ở trên. Giót trên được 14 của anh chị. Dạ. Giót 14. Đường kính bầu 60. Cái cây mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 5 triệu nha cô chú anh chị. Dạ 5 triệu cây này sát lớn nha cô chú anh chị. 56 hoành. Dạ. Cốt cành cũng khá là đều nha cô chú anh chị ha. 5 triệu cây mã số 6. Dạ. 6 là cũng hết túi nha chị, em chuyển qua tiếp theo là mai vàng, mai dạ. Tàn nhỏ nhỏ. Rồi mình đổi luôn ha. Dạ. Số mã số 7 em ha. Dạ, tiếp theo cây mã số 7. Cây mai vàng của chú anh chị. Dạ. À, mai vàng hừng chậu. Hàng này là mình không có ghép đúng không em? Dạ không, mai bông gin. Dạ. Vàng gin mình. Rồi cây này thì thân lắc cũng rất là khéo cây nha cô chú anh chị. Cốt cành này cô chú anh chị mình muốn chơi gin thì mình để không thì mình có thể mình cắt mình ghép dạ, mình ghép một số dòng cúc mai giờ cũng ok nha cô chú. Cái này thân rễ nó cũng quái quái nha. Nằm dài cái đây. Cái này nếu mà cắt lại cũng không trống, cúc cành cũng đầy đủ à. Dạ. Để nó lết luôn ha. Dạ. Cái này già dữ lắm rồi phải không em? Chị thấy già dạ. Xù xì hết trơn. Cái này già cây. Dạ. Cái này già chú anh chị chốt là em rút chậu nha. Dạ. Rút chậu em quắn em xếp cho cô chú anh chị. Rồi, chị xin số đo luôn ha. Cái này hoành được 16 nha cô chú anh chị. Dạ, 16 rồi. Cái dáng nó nằm rồi. Chiều dài này nằm được 31. Cao này được 100 nha quý anh chị. Tán ngang được 140. Rồi. Đây đo cái chậu này ta. Về của chú anh chị này cho chậu 6 nha. Dạ. Dạ, rồi cái cây số 7 này em giao lưu với quý anh chị là 1.300.000 nha quý chú anh chị. Vâng. Dạ 1.300.000 cô chú anh dạ, chị ha. Em bao ship toàn quốc luôn. Cái nào chú anh chị nào gần đây thì em ship cái chậu luôn cho nha. Dạ. 1.300.000 có cây mai tàn nhỏ nhỏ anh xin chơi của chú anh chị. Tết này chơi bông ok em ha. Dạ. Rồi chị đổi luôn nha. Dạ tiếp theo cây mã số 8. Cây mai này em biết mặt bông mặt bông chùm đẹp như vậy. Dạ. 7-9 cánh. Cũng là một cây mai vàng gin thần chậu hết cô chú. Dạ. Cây này tay cành cũng rất là ok, bỏ đều nha cô chú anh chị ha. Đế nó sởm xuống mà lực không chị nhìn dạ. Quái cây lắm. Đế sởm luôn mà nó gom cái nồi đế nha cô chú anh chị. Này đó vừa cũng vô được nước dây cái tháo nữa dạ. Rồi chị xin số đo luôn nha. Cái này hoành được 24 không chú anh chị? Dạ 24 hoành. Này mình chơi cũng chậu 6 luôn. Cao được 139. Tán ngang được 110. Cây mã số 8 này em giao lưu với quý anh chị là 1.500.000 nha quý anh chị. Dạ 1.500.000 cô chú anh chị ha. Cái này về cô chú anh chị mình sạc phôi xuống mình là chơi bao size cũng ok. Dạ nha. Mình ghép lại cũng đẹp. Tại vì cốt cạnh đóng cũng đều hết trơn nha. Dạ. Đế thì sởm luôn mà nó gom cái nào đế nha cô chú. Rồi 1.500.000. Dạ 1.500.000 con cây mai đẹp. Bông 19 cánh, 7-9 cánh chùm đẹp. Rồi chị đã luôn ha. Dạ. Dạ rồi cây mã số 9. Cũng là một cây mai vàng gin thường chậu luôn hết cô chú anh chị. Cây này thì phơm nó lùng lực hơn luôn hả? Cái tàn nhỏ nhỏ xinh xinh hết cô chú. Dạ. Này, cánh lên đây nó phóng ra đây nhìn cũng dạ. Đẹp như cái gì vậy. Dáng nó hơi bay bay ha. Dạ. Cái này mà... có cái mặt cắt mà không sao nha. Dạ. Chài đá sạnh chân rồi, hai bên nè. Chú vườn nó cắt. Dạ. Đế này có đế hết trơn cô chú anh chị nha. Dạ nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái này cô chú anh chị gần là em xếp tặng cái chậu luôn nha chú anh chị. Khỏi cây mất sức cây. Dạ rồi. Cái này hoành được 18 nha cô anh chị. Dạ 18 rồi. Đường kính bầu được chậu 6 luôn. Dạ. Cành ba nó được 36. Cao được 70. Tán ngang 90 nha quý anh chị. Dạ. Cây mã số 9 này em giao lưu với quý anh chị là 1.200.000 nha quý anh chị. Dạ 1.200.000 cô chú anh chị ha. Cây này thì có cái thân lắc mà nó bay bay hết cô chú anh chị. Phơm tàn thì tròn đều. Tàn tròn đều hết. Dạ. Rồi mình đổi luôn ha. Dạ. Cây mã số 10. Số 10 cũng là một cây mai vàng ghim thần chậu luôn hả cô chú anh chị? Dạ, cây này thì đang phát triển đọt rất là khỏe mạnh luôn nha cô chú. Cái vàng cốt cành này, vàng xương chi này mình ghép mà rất là ngon lành luôn ha. Dạ, đế cũng khá đế nữa nha cô chú. Dạ, chị xin cái loại luôn ha. Cây hoành được 19 nha cô chú anh chị. Dạ, 19 hoành. Nhưng trọng hơi cho 4. Cao được 117. Tán ngang được 80 nha cô chú anh chị. Cái cây mã số 10 em giao lưu của anh chị là 1 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, 1 triệu chẳng luôn cô chú anh chị nha. Một cây mai vàng ghim hàng thường chậu hết cô chú. Rồi, chị đổi luôn ha. Dạ, mã số 11. Dạ, cũng là một cây mai tàn viên thường chậu luôn hả cô chú. Cây này thì có cái gọng giữ C cũng khá là viên cây luôn ạ. Cây này tàn cũng đẹp nha các anh chị. Dạ. Nhà vườn nó cũng có sữa vô dây rồi ta tháo ra. Cây này cũng già cây luôn á. Dạ. Lên da me hết trơn nha cô chú anh chị. Cây này nguyên củ đế luôn. Dạ. Nguyên củ đế đặc luôn. Phần chậu. Cục u luôn chưa. Dạ, nó già cây lắm đó cô chú. Rồi, chị xin số đo luôn nha. Cái này hoành được 19 của chú anh chị. Dạ, 19 hoành. Này chậu 6 luôn. Cao được 100. Tán ngang được 79. Cây mã số 11 giao lưu với cô anh chị là 1.500.000 nha quý anh chị. Dạ, 1.500.000. Dạ. Cây mã số 11 nha quý cô chú anh chị nha. Cây này gì nhìn nó cũng lắc quái lắm mèo gì. Rồi, chị đỡ luôn nha. Dạ. Mã số 12 nha cô chú anh chị. Dạ. Cũng là một cây mai tàn thần chậu luôn nha cô chú ha. Dạ. Cây này một cốt nha. Dạ, cái tàn phơm tròn hết trơn nha chú. Phơm tàn nhìn rất là phê ha cô chú anh chị. Tàn tròn mà dày tàn đó nha cô chú. Vàng xương cốt cành bên trong thì rất là dày luôn ha. Cây vàng xương là kính mít trong chân nha quý anh chị. Dạ. Thân lắc nha quý cô chú anh chị. Thân lắc mà đế nở luôn ha. Cái này đế cho em cũ tại không bực xuống. Dạ. Đế gì. Rồi chị xin số đo luôn ha. Trời. Cái này hoành được 25 nha cô chú anh chị. 25 hoành. Cái này về cô chú anh chị chơi cái chậu 7 được rồi. Dạ. Chậu 8 rồi. Cao 150 cô chú chị. Tán ngang 150 luôn. Dạ. Phơm tàn rất là tròn nha cô chú anh chị, nhưng mà nhìn nó lùng lực cân lắm cô chú anh chị ha. Cái nhìn mình về mình mua cái này về đấy trước nhà chơi là đẹp lắm chị. Dạ. Dạ. Tết này chơi bông là rực rỡ luôn nha cô chú. Cái này bông 7-9 nhánh á. Dạ. Rồi em này mình giao lưu giá nhiêu em ha? Dạ, cây mã số 12 em giao lưu với giá 3 triệu nha quý anh chị. Dạ, 3 triệu nha cô chú. Mấy cái này em bao ship 300 km nha quý anh chị. Dạ. Rồi chị đỡ luôn ha. Dạ. Cây mã số 13. Cũng cây mai tàn luôn, một cốt nha quý anh chị. Dạ, cũng là hàng thuần chậu cô chú anh chị ha. Tàn lớn mà phơm tàn rất là tròn nha cô chú. Không có bị lép bên nào luôn hả? Cái này cái lá mà ai lá nào nó thấy bự bự không? Dạ, lá bự chản như nó xoài vậy đó cô chú. Dạng xương cốt cạch bên trong là dày đặc luôn cô chú anh chị ha. À. Dạ, cây này đế cũng khá nha cô chú anh chị. Đế thì nguyên một củ nở luôn ha. Cái này cái cốt cạnh nó lật lật không những anh chị. Dạ. À, nóng kích dịch luôn ha. Cạnh đóng khéo. Dạ. Chị xin xếp ra luôn nha. Cái này hoành được 25 của chú anh chị ơi. Dạ, 25 hoành. Cái này về của chú anh chị chơi chậu 7 luôn cũng được. Cái này không phỏng đây, cao 150 á. Dạ. Tán ngang chắc được 170 của chú anh chị. Tán dữ. Dạ, nhìn phơm tàn tròn đều lùng lực nha cô chú anh chị ha. Cây mã số 13 em giao lưu với cô chú anh chị là 3 triệu luôn nha cô chú anh chị. Dạ 3 triệu. Dạ, em bao ship 300 km luôn. Tại vì mấy cái tàn này em ship ngoài vùng ngoài không được, gãy chân. Dạ. Ship mỗi quán rồi nó gửi xe rồi nó gãy chân. Cái này cô chú anh chị mình chơi cặp để trước sân Tết 2024 chơi bông ngược gỡ ha cô chú. Dạ. Cái này nhỏ hoành hai mấy mà cốt cạnh nó bự bự không. Dạ. Đế đắm là ngon lành cô chú anh chị ha. Nuôi tàn đẹp nữa. Rồi chị đợi luôn em ha. Dạ. Dạ. Cây mã số 14 cũng là một em mai tàn thuần chậu luôn hát cô chú anh chị. Cây này phơm cao tàn thông nha cô chú. Dạ hàng một cốt luôn em ha. Dạ một cốt. Dạ. Chi cành đóng thì khỏi chê luôn hát cô chú. Cái này chị. Chú chị gì muốn đẹp cô chị gì vô dây nha. Dạ. Sửa lại là đẹp. Tại cái này nó cắt nó cũng ra tược đều. Dạ. Một cốt tàn thông cô chú anh chị ha. Đế là kính mít cái chậu luôn nghe cô chú anh chị. Rễ là nó bóng xuống không mà nha cô chú. À, cái chậu này chắc chậu 7 phải không hả? Dạ, chậu à. Chậu luôn. Đế này cũng cứ cắt luôn nha cô chú anh chị ha. Rồi chị xin số đo luôn nha. Cây hoành được 33 nha cô chú anh chị. Dạ, 33 hoành. Chậu 7 đó. Dạ. 7. Cao được 170. Tán ngang được 130. Cái cây mã số 10 mấy ta? 14. 14 em giao lưu với cô chú anh chị là cũng 3 triệu luôn nha. Dạ 3 triệu luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Cũng bao ship 300 km luôn á, mấy cây mai tàn này em ship xa không được. Rồi chị đợi luôn ha. Dạ. Dạ rồi, cây mã số 15. 15 cũng một cây mai tàn thuần chậu luôn hết cô chú anh chị. Dạ. Hàng này hàng gin luôn, không có ghép em ha. Dạ đúng rồi, không ghép gì. Dạ. 5 cánh. Phơm tàn cũng khá là đều nha cô chú anh chị. Tàn trồng quay như vậy. Dạ. Cây này một cốt luôn nha cô chú anh chị ha. Cái này đó chủ vườn bứng cái rễ này nó bị tét mà. Nó chai đá chơi là không sao cô chú anh chị. Cái này đế cũng khá nha cô chú anh chị ha. Nguyên cũ. Đế cũ lực mà nó cắm xuống không à. Dạ. Là đế thì cũng trải đều chậu luôn nha cô chú anh chị. Cây này thì thấp không, rất là thấp, nhìn cây lực cây luôn à. Rồi chị xin số đo luôn em nha. Cây hoành được 31 đến 30 rồi quý anh chị. Dạ. 30 hoành. Nó cũ rồi. Cái cũ đặc của nó là được 85 nha quý anh chị. Dạ rồi. Ăn thì chạy lên còn nó ăn thôi. Ăn chạy lên chạy về. Này cao 150 á quý anh chị ơi. Tán ngang 150 luôn nè. Cây nhìn tròn đẹp nha quý anh chị. Cái cây này mình cũng khá là lực cây nha cô chú anh chị nha. Dạ. Cây mã số 15 này em giao lưu với cô chú anh chị là 6 triệu nha cô chú anh chị. Dạ 6 triệu nha cô chú, một cây mai vàng thuần chậu luôn hả? Cốt cành cũng chà bá không mà cô chú anh chị nha. Bao ship cũng 300 km luôn. Dạ. Rồi, mình đỡ luôn ha. Dạ. Mã số 16 nha cô chú anh chị. Rồi. Cũng là một cây mai thuần chậu luôn cô chú anh chị ha. Mai vàng. Dạ. Bông cây này cũng ghi luôn anh chị, cây này không ghép. Một cốt nha cô chú anh chị. Chi cành thì rất là ok luôn ạ. À. Cái này nó cắt nó ra tược cũng khỏe nha. Dạ. Tược đều đâm tược hết trơn. Cái này về cô chú mình chị mình con nhẹ cái mình đóng bo vô là chơi thôi cô chú anh chị ha. À, một cốt chi tàn thì đóng đều luôn nha cô chú anh chị. Rồi đế thì khỏi chê luôn ha. Đế thì bỏ đều 4 dách luôn nha cô chú anh chị. Rồi. À, mình vô số đo luôn ha. Dạ. Cây hoành được 43 nha cô chú anh chị. Dạ, cây này nó cũ đế ha cô chú anh chị. 43 hoành. Kính chậu này chậu 9, 90. Dạ. Này gì của chú chị chơi chậu 9 luôn vừa. Cây rễ nó kính mít bậu vậy. cao được 190 đó cô chú anh chị. Dạ. Tán ngang 150. Cao 1m9, ngang 1m rưỡi nha cô chú anh chị ha. Dạ. Một cốt chi cành đứa diện luôn à. Cây mã 16 cũng mã số clip. Em lưu với cô chú anh chị là 10 triệu nha cô chú anh chị. Dạ. 10 triệu nhau với cô chú ha. Dạ. Cây thì đang phát triển rất là khỏe nha cô chú anh chị. Cây chi cành nó cũng đóng đều hết trơn tứ diện nha, không trống. Muốn để riêng gì chơi thì để, không để thì cô chú anh chị cắt vô, sát vô, có chuyện ép bo vô chơi nha. Dạ. Rồi cô chú anh chị mình xem lại lần bộ đế giùm em ha. Đế thì nó trải đều tứ diện luôn nha cô chú anh chị. Cây mã số 16, 10 triệu. Dạ rồi. Dạ rồi, cuối clip em cũng chúc sức khỏe của chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ em. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị. Dạ. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang đâu ạ.